Hello các bạn, và bây giờ là mình sẽ ăn súp cua nha. Đây, cái súp cua hồi nãy là mình mới mua nè. Đó, nhìn rất là ngon ha. Rồi Bi lại hello lại, hello nè, lại đây hello nè. Hello. Hello. Súp cua chú. Súp con tên là gì à? Nói rồi. Con tên gì? Gì? Ở nhà tên gì? Hả? Nhà tên gì quên này? Bảy đen. Bảy. Ở nhà tên Bi. Tên Bi. Ừ, giờ hai gì cháu bắt đầu ăn về của Bi nè. Của Bi úp sớt ra cho cái tô nhỏ nè. Đó. Tính cúc á. Rồi Bi qua đây ngồi ăn nha. Rồi mình ăn là mình sẽ ăn với cái này nữa nè bạn. À các bạn. Đó. Cái này là giò cháu quẩy. Giò cháu quẩy. Giò cháu quẩy rất là ngon. Đó, xé ra và chấm với cái súp cua này ha. Giò cháu quẩy á, thì nó không có mùi vị gì hết các bạn, cho nên là khi mình ăn á chấm với cái này rất là ngon. Súp cua này ha, người ta niêm rất là vừa ăn, không có bị ngọt, không có bị mặn luôn. Thì ở đây nó có là bắp nè, có một cái trứng cút nè, rồi trứng gà người ta đập ra nè, rồi cua nè, hành tiêu nè, rồi hành phi nè, rồi nấm nè, đó, rất là ngon ha, nhìn rất là chất lượng, rất là nhiều thứ ở trong đây các bạn, nhìn rất là đặc chứ không phải là nó lỏng nước không nha, nóng mà ăn được bá cháy luôn, các bạn thấy không, ngon không Quy? Tuyệt vời không? Tuyệt vời. Ăn nghe tuyệt vời không? Rất là ngon rồi đó, mấy bạn thấy không? Nó đặc nha, chứ nó không có bị lỏng nha. Nó sẽ và say. Nó không là say. Nó sẽ và say luôn. Thích cua luôn. Ngon không? Ăn hết nói úp lên chút sớt nữa nha. Ba chuỗi. Ba chuỗi hay rau chuỗi? Ba kêu ăn thịt gà hả? Con gà. Rồi ba đang nấu món gì rồi? Hả? Đi kêu. Nấu món gì? Ăn. Thịt cú mèo. Ngon quá các bạn. Rất là nóng, rất là vừa ăn. Rất là nhiều cua. Ăn tới đâu thì ngon tới đó luôn. Thì cái tô này hồi nãy mình nói là các bạn là 30.000 đó các bạn. Còn cái giò cháu quẩy nè, 3.000 một cái. Chú rửa tay. Thôi ăn hết đi, rửa tay. Chưa ăn hết rửa tay làm gì? Chú rửa tay. Ăn hết rửa tay xong đẹp này luôn. Ăn thấy luôn, nó trứng lắm á. Chú này trứng gì? Ngon không? Ừ. Sao không ăn cái này? Giò cháu quẩy. Ý bà quậy gì vậy? Quậy đi đâu gì kìa? Dạ không, bà học mới giờ. Dạ lớn lên. Giỏi quá. Dạ không, bà học mới giờ. Ủa này chưa chưa gì nữa hả? Để gì? Hồi trước con ăn hay làm gì vậy? Nói gì vậy? Nói vậy? Nói đây hả? À, cũng cầm hai tay thì ăn có một tay à. Rất là ngon luôn các bạn, ghiền luôn á. Các bạn thấy không, nhìn rất là ngon. Ngon không? Ăn nữa không? Rồi húp hết xong dẹp cái tô giùm Út luôn nha.
Ăn tỉnh người luôn các bạn, ngon đến mức độ đó luôn nè. Như thế này, trứng cút đó. Thì ngoài trứng cút người ta sẽ đập trứng gà trong đây nữa nè, đồng đỏ đồng trắng trứng gà trong đây nữa. Đặc biệt là có rất nhiều cua, cua nữa bạn, rất nhiều luôn à. Nó có đi đâu nữa. Ngon quá. Lâu rồi không ăn ngon nè. Mua hai hũ à? Đi ăn miếng, bé nãy tính ăn cái về ba nó. Gặp ba nó. Gặp ba nó về cái nó. À, chắc kêu ba làm cơm ăn quá. Cái ba hỏi ăn gì vậy? À, ba làm gà ăn cơm. Cái nó hỏi ba để con ăn gà. Cái nào chạy chạy xuống dưới. Cái thằng Bi nè, Bi hỏi ăn Bi. Nói ba nói ăn cơm xong mới ăn. Nói vậy, cái nói nè đây út múc miếng thôi. Cái nói múc miếng thôi nha. Làm như sao ba đó. Chừa miệng cái rồi chú quẩy nha. Không, không có lụm gì đó hả? Còn nóng không? Không có nóng nhưng mà giờ nó cũng giòn. Lâu lắm rồi mới ăn. Tính về luôn cái tự nhiên nghe hèm hèm cái quẹo lại mua quẹo cái đường đó mua. Hủ 30 nấu cái gì cũng rẻ mà. Hả? Tô luôn chứ, tô luôn á, này bự lắm ăn no luôn mà. Giờ cháu quẩy gì 3.000 cái. Như ba. Đi tập xong giờ về ăn thì chắc có quá cha. Thì hôm nay con bị mập rồi đó. Hôm nay bị mập. Cái gì mập? Con nghe mập. Ăn tối riết á. Xong giờ mập. Ai? Đó cua này các bạn, cua ở trong này. Come on.
vậy mua tối nay em muốn ăn hả? Bữa ăn không nửa cây, còn nửa cây. Vậy tủ lạnh hả? Xong ăn, sát ra ăn hả? À, phải kho. Ok, xin chào các bạn. Nào bây giờ mình sẽ ăn hết cái hũ này đây. Nãy giờ ăn được nửa hũ rồi, và bây giờ phải ăn hết đây. Rồi các bạn nhớ subscribe kênh YouTube của mình nha. Ok, see you later.